Thầy xin chào các con. Thầy rất vui được gặp lại các con. Tiết học trước, các con đã học bài 21, số có hai chữ số tiết 2. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học bài 21, số có hai chữ số tiết 3. Các số tròn trục, sách giáo khoa trang 8, trang 9. Bài học này giúp các con bước đầu nhận biết được các số tròn trục, biết đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số tròn trục. Chắc các con đã sẵn sàng cho tiết học rồi. Thầy mời các con đi vào phần khám phá. Ở phần khám phá này, thầy sẽ dẫn các con đi tham quan một gian hàng, đó là gian hàng bán cà chua. Ở gian hàng này có ba giải hàng. Mỗi giải hàng đều có các khai để đựng cà chua với số lượng khác nhau. Những quả cà chua được đựng trong một túi, biết rằng mỗi túi cà chua có số lượng là 10 quả. Sau đây thầy và các con sẽ điểm xem từng khai có bao nhiêu quả cà chua. Các con quan sát hàng thứ nhất và cho thầy biết khai đầu tiên có mấy túi cà chua. Khai đầu tiên có một túi cà chua. Biết rằng mỗi túi cà chua có 10 quả. Vậy một túi cà chua có bao nhiêu quả các con? Một túi cà chua có 10 quả. Ta viết số 10 và các con đọc là 10. Các con đọc lại 10. 10. Thầy mời các con quan sát khai thứ hai và cho thầy biết. Trong khai có mấy túi cà chua? Trong khai có hai túi cà chua mỗi túi có mười quả vậy hai túi cà chua có bao nhiêu quả các con đếm cùng thầy mười hai mươi vậy trong khai có hai mươi quả cà chua ta viết hai mươi và ta đọc là hai mươi các con quan sát ở khai thứ ba và cho thầy biết trong khai có mấy túi cà chua trong khai có 3 túi cà chua. Mỗi túi cà chua có 10 quả. Vậy 3 túi cà chua có bao nhiêu quả? Để biết các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30. Như vậy trong khai có 30 quả cà chua. Ta viết 30 và ta đọc là 30. Tiếp tục thầy mời các con quan sát ở giải thứ hai. Các con cho thầy biết ở khai đầu tiên có mấy túi cà chua? Ở khai đầu tiên có 4 túi cà chua. Biết rằng mỗi túi cà chua có 10 quả, vậy 4 túi cà chua có bao nhiêu quả? Để biết các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, 40. Như vậy trong khai đầu tiên có 40 quả cà chua, ta viết 40 và ta đọc là 40. Các con quan sát ở khai thứ hai và cho thầy biết trong khai có mấy túi cà chua. Trong khai có 5 túi cà chua. Mỗi túi cà chua có 10 quả. Vậy 5 túi cà chua có bao nhiêu quả? Để biết các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, 40, 50. Như vậy trong khai cà chua có 50 quả. Ta viết 50 và ta đọc là 50. Các con quan sát ở khai thứ 3 và cho thầy biết trong khai có mấy túi cà chua. Trong khai có 6 túi cà chua. Mỗi túi cà chua có 10 quả. Vậy 6 túi cà chua có bao nhiêu quả? Các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Như vậy trong khai thứ ba này có 60 quả cà chua. Ta viết 60 và ta đọc là 60. Thầy mời các con quan sát khai đầu tiên và cho thầy biết. Ở khai thứ nhất này có mấy túi cà chua? Ở khai thứ nhất này có 7 túi cà chua. Mỗi túi có 10 quả, vậy 7 túi cà chua có bao nhiêu quả? Để biết các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Như vậy trong khai có 70 quả cà chua. Ta viết 70 và ta đọc là 70. Các con quan sát tiếp và cho thầy biết, trong khai này có mấy túi cà chua? Trong khai này có 8 túi cà chua, mỗi túi có 10 quả, vậy 8 túi cà chua có bao nhiêu quả? Để biết các con đếm cùng thầy, 10, 20, 30, 40 50, 60, 70, 80. Như vậy trong khai này có 80 quả cà chua. Ta viết 80 và ta đọc là 80. Các con quan sát ở khai cuối cùng và cho thầy biết, trong khai có mấy túi cà chua? Trong khai có 9 túi cà chua, mỗi túi có 10 quả. Vậy 9 túi cà chua có bao nhiêu quả?

Các con nghe thầy hỏi. Các số vừa đọc có gì đặc biệt? À, các số vừa đọc là số có hai chữ số và số cuối cùng đều là số 0. Đây là các số tròn chục. Các con nhớ các số tròn chục là số có hai chữ số và chữ số cuối cùng là 0. Để giúp các con hiểu rõ hơn Thầy mời các con bước sang phần hoạt động. Chúng ta đi vào bài tập 1. Yêu cầu bài tập 1 số. Ở bài tập 1 này có giải số tròn trục. Nhưng còn các ô thiếu các số. Nhiệm vụ của các con là chọn số thích hợp điền vào ô có dấu chấm hỏi. Các con quan sát và cho thầy biết số tròn trục ở giữa số 10 và 30 là số mấy? À, số tròn chục ở giữa số 10 và 30 là số 20. Tiếp tục các con cho thầy biết, số tròn chục đứng sau số 30 là số nào? À, số tròn chục đứng sau số 30 là 40. Tiếp tục các con cho thầy biết số tròn trục đứng sau số 40 là số nào? Số tròn trục đứng sau số 40 là 50. Các con cho thầy biết số tròn trục ở giữa số 50 và 70 là số nào? Số tròn trục ở giữa 50 và 70 là 60. Tiếp tục các con cho thầy biết số tròn trục đứng sau số 80 là số nào? Số tròn trục đứng sau số 80 là 90. Thầy mời các con đọc lại. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Các con cho thầy biết trong giải số tròn trục từ 10 đến 90. Số tròn trục nào bé nhất? À số 10 là bé nhất Và số trọn trục nào lớn nhất các con? Số 90 là lớn nhất Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 1 rồi Bây giờ thầy mời các con bước sang bài tập 2 Yêu cầu bài tập 2 Tìm nhà cho chim cánh cục Ở bài tập 2 này có các ngôi nhà và những con chim cánh cụt rất ngộ nghĩnh biết rằng mỗi ngôi nhà có cách đọc số tương ứng với số mà mỗi con chim cánh cụt ghi trên mình các con hãy giúp các con chim cánh cụt về đúng nhà của mình nhé các con quan sát và cho thầy biết con chim cánh cụt đầu tiên trên mình có ghi số mấy À, con chim cánh cụt đầu tiên trên mình có ghi số 10. Vậy ta đưa con chim cánh cụt này về ngôi nhà có cách đọc là 10. Tiếp tục các con quan sát và cho thầy biết con chim cánh cụt thứ hai trên mình có ghi số mấy? À, trên mình có ghi số 20. Vậy ta đưa con chim cánh cụt này về ngôi nhà có cách đọc là 20. Tiếp tục các con quan sát và cho thầy biết con chim cánh cục thứ ba trên mình có ghi số mấy. Con chim cánh cục này trên mình có ghi số 30. Vậy ta đưa con chim cánh cục này về ngôi nhà có cách đọc là 30. Tiếp tục các con quan sát và cho thầy biết. Con chim cánh cục này trên mình có ghi số mấy? À con chim cánh cục này trên mình có ghi số 40. Vậy ta đưa con chim cánh cục này về ngôi nhà có cách đọc là 40. Tiếp tục các con quan sát và cho thầy biết. Con chim cánh cục này trên mình có ghi số mấy? À con chim cánh cục này trên mình có ghi số 50. Vậy ta đưa nó về ngôi nhà có cách đọc là 50. Quan sát con chim cánh cụt cuối cùng các con cho thầy biết trên mình có ghi số mấy? À trên mình có ghi số 60. Vậy ta đưa con chim cánh cụt này về ngôi nhà có cách đọc là 60. Thầy mời các con đọc lại. 10 20 40 30 60 50 Các con đọc lại. 10 20 40 30 60 50 Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 2 rồi. Bây giờ thầy mời các con bước sang bài tập 3. Yêu cầu bài tập 3: Biết mỗi cây có 10 quả, tìm số thích hợp theo mẫu. Ở bài tập 3 này, chúng ta chào đón sự trở lại của bạn Robot. Các con biết bạn Robot đang làm vườn đó các con Các con quan sát thấy Ở bài tập 3 này có 4 mảnh vườn Ở mỗi mảnh vườn được trồng những cây cà chua Điều sai triệu quả Biết rằng mỗi cây cà chua có 10 quả Các con hãy điếm xem Mỗi mảnh vườn có bao nhiêu quả cà chua Rồi điền số thích hợp vào ô có dấu chấm hội Chúng ta quan sát bài mẫu các con quan sát và cho thầy biết, mảnh vườn thứ nhất có mấy cây cà chua? À, mảnh vườn này có 4 cây cà chua. Mỗi cây cà chua có 10 quả. Vậy 4 cây cà chua có bao nhiêu quả? Để biết các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, 40. Như vậy mảnh vườn này có 40 quả. Ta có số 40 các bài tập còn lại, các con cũng thực hiện tương tự như bài mẫu các con nhé. Thầy mời các con quan sát mảnh vườn thứ hai và cho thầy biết mảnh vườn này có mấy cây cà chua. Mảnh vườn này có 7 cây cà chua. Mỗi cây cà chua có 10 quả. Vậy 7 cây cà chua có bao nhiêu quả? Để biết các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Như vậy mảnh vườn thứ hai có 70 quả cà chua. Ta điền số 70. Tiếp tục các con quan sát mảnh vườn thứ ba và cho thầy biết mảnh vườn này có mấy cây cà chua. Mảnh vườn này chúng ta dễ dàng nhận ra có hai cây cà chua. Mỗi cây cà chua có 10 quả, vậy 2 cây cà chua có bao nhiêu quả? Để biết các con đếm cùng thầy. 10 20 Như vậy, ở mảnh vườn này có 20 quả cà chua, ta điền số 20. Các con quan sát mảnh vườn cuối cùng và cho thầy biết ở mảnh vườn này có mấy cây cà chua? Ta cũng dễ dàng nhận ra mảnh vườn này có 3 cây cà chua. Mỗi cây cà chua có 10 quả. Vậy 3 cây cà chua có bao nhiêu quả? Để biết các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30. Như vậy mảnh vườn cuối cùng này có 30 quả cà chua. Ta điền số 30. Các con đọc lại. 40, 70, 80. 20 30 Thế là chúng ta đã đếm được số quả cà chua trên mỗi mảnh vườn mà bạn robot đã trồng rồi. Thầy mời các con bước sang bài tập 4. Yêu cầu bài tập 4: Biết mỗi túi có 10 quả, tìm số quả cà chua trên mỗi hàng theo mẫu. Ở bài tập này, các con quan sát thấy có những túi cà chua được xếp thành từng hàng biết rằng mỗi túi cà chua có 10 quả. Các con hãy điếm xem mỗi hàng có bao nhiêu quả cà chua, sau đó các con điền số tích hợp vào ô có dấu chấm hỏi theo mẫu. Các con quan sát bài mẫu và cho thầy biết. Ở hàng trên có mấy túi cà chua? À, có 3 túi cà chua. Mỗi túi có 10 quả, vậy 3 túi cà chua có bao nhiêu quả? Các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, như vậy hàng này có 30 quả cà chua. Ta có số 30. Thầy mời các con quan sát ở hàng thứ hai và cho thầy biết ở hàng này có mấy túi cà chua. Ở hàng này có 6 túi cà chua. Mỗi túi cà chua có 10 quả, vậy 6 túi cà chua có bao nhiêu quả? Các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ở hàng này có 60 quả cà chua. Ta điền số 60. Tiếp tục. Các con quan sát và cho thầy biết ở hàng này có mấy túi cà chua? Ở hàng này có 8 túi cà chua. Mỗi túi cà chua có 10 quả, vậy 8 túi cà chua có bao nhiêu quả? Các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Như vậy ở hàng này có 80 quả cà chua. Ta điền số 80. Các con quan sát tiếp và cho thầy biết ở hàng này có mấy túi cà chua? À, ở hàng này có 4 túi cà chua. Mỗi túi cà chua có 10 quả. Vậy 4 túi cà chua có bao nhiêu quả? Các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, 40. Vậy ở hàng này có 40 quả cà chua. Ta điền số 40. Tiếp tục các con quan sát hàng cuối cùng và cho thầy biết ở hàng này có mấy túi cà chua. À, ở hàng này có 9 túi cà chua. Mỗi túi có 10 quả. Vậy 9 túi cà chua có bao nhiêu quả? Để biết các con đếm cùng thầy. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Như vậy ở hàng này có 90 quả cà chua. Ta điền số 90. Thầy mời các con đọc lại. 30, 60, 80, 40, 90. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 4 rồi. Qua tiết học này, thầy đã giúp các con bước đầu nhận biết được các số tròn trục. Biết, viết, đọc, sắp xếp thứ tự các số tròn trục. Ở nhà, các con nhớ đọc và viết lại các số tròn trục cho thật tốt nhé. Tiết học của thầy trò chúng ta đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại các con tiết học sau. Chào các con!